Xin chào quý vị khán giả của Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Thưa quý vị và các bạn, Tết sắp gõ cửa từng nhà rồi. Ngoài niềm vui hân hoan đón Tết đến xuân sang, các bạn có nỗi lo nào không ạ? Rất nhiều bệnh nhân viêm gan virus đã viết thư đến chương trình bày tỏ sự lo lắng trong những ngày lễ Tết. Làm thế nào để bảo vệ tốt lá gan của mình? Vì trong không khí chào đón năm mới, việc ăn uống không theo giờ giấc, ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhiều đường, ít xơ và đặc biệt là việc uống nhiều rượu bia sẽ rất khó tránh khỏi. Và tất nhiên, những điều này lại gây hại không ít tới lá gan đang nhiễm virus. Để khắc phục điều này, rất nhiều người bệnh truyền tai nhau sử dụng các loại thảo dược giúp bảo vệ gan. Nhưng giữa vô vàn các loại thảo dược trên thị trường hiện nay thì thảo dược nào tốt, thảo dược nào đã được khoa học chứng minh là bảo vệ tốt lá gan trong dịp Tết? Để giải đáp những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới đây giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103. Chào MC, xin kính chào các quý vị khán giả. Vâng, và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một tiểu phẩm ngắn ngay sau đây. Giời, vong theo à? Hả? Anh đi theo em thì có. Cháu ám. Nhà bao việc. Sếp. Các cậu đây có việc gì đấy? Dạ, vâng. Dạ, báo cậu sếp trả thế này. Em và bọn em cũng biết là sắp sửa là Tết đến xuân về rồi. Là nhà sếp là bận lắm. Mà bận nhiều việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì thế là hôm nay ấy, em đến đây gặp sếp là em có một chút nho nhỏ. Sếp mà dùng cái loại này em đảm bảo với sếp là Tết này sếp cứ ăn uống vô tư nhá. Không bao giờ ảnh hưởng đến cái loại viêm gan B của sếp đâu. Rượu đào tiên. Vâng. Ôi giời ơi, sếp ạ. Biết sếp bị viêm gan B lòi ra, thế mà vẫn biếu sếp rượu. Chả có rượu nào mà lại tốt cho gan cả. Sỏ xiên, đúng là miệng nó mua cho một bồ rau găm đấy sếp. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già nhá. Suy nghĩ còn nông cạn lắm. Em báo cáo sếp là cái rượu này của em là em đã hạ thổ 3 năm rồi. Tết này dùng là vừa sinh luôn. Tết này nhá, sếp mà dùng cái lọ này nhá, mà cái con virus viêm gan B của sếp có vấn đề gì nhá, cứ mang đầu em đi một trận. Tết nhất ý, là người ta bao giờ cũng phải tránh rượu bia, nhưng mà không thể tránh được. Tại vì đấy là một cái phong tục cổ truyền, biết rượu độc rồi. Thế nhưng mà nó có những cái thảo dược quý, chắc là không ảnh hưởng gì đâu. Em bác bỏ cái ý kiến đấy, không tâm lý bằng em. Dạ, em biếu sếp, đây là thuốc giải độc gan ạ, đấy, đặt tiêu chuẩn GACP quốc tế luôn đấy ạ. À. Dạ, em biếu sếp làm từ cà gai leo, tốt cho gan lắm ạ. Dạ. Sếp ơi, sếp cứ bình tĩnh. Cái cà gai leo nào nó chả giống cái cà gai leo nào. Mày đặt còn GACP anh bé đây. Quá nông cạn. Sếp ạ, hình như là anh đấy càng lớn thì càng nhiều tuổi. Thế càng lớn càng ít tuổi đi à? Hả? Thế cà nào cũng tốt cho gan chắc. Thế cà pháo, cà bần thế thì phun thuốc sâu vào cũng tốt cho gan hết. Không phải cãi nhau. Nhá. Viêm gan B là rất hay biến chứng sau mỗi cái dịp lễ Tết hoặc là lễ hội. Thế nên để yên tâm, tôi là cứ phải tư vấn của bác sĩ cho nó cẩn thận. Uống nước đi. Thưa giáo sư, lo lắng của nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì cũng là lo lắng của rất nhiều người bệnh viêm gan virus. Mùa lễ Tết là rất khó tránh khỏi rượu bia. Vậy việc sử dụng các loại thảo dược trong dịp này để bảo vệ gan và hạn chế tác hại của rượu bia có đúng hay không? Trong cái giai đoạn là Tết thì những người viêm gan B thường là bị nặng lên do là rượu bia. Chúng ta có rất nhiều thảo dược để mà giải độc cho gan. Thí dụ như nhân trần, bồ bồ, diệp hạ châu, thế rồi kế sữa, rồi rào cổ lam, rồi actiso, vân vân, rất nhiều thảo dược. Thì tất cả những cái thảo dược này đều có tác dụng là giải độc, làm chống viêm, làm giảm các cái triệu chứng của viêm gan virus. Nước ta có rất nhiều thảo dược được biết tới giúp bảo vệ gan, nhưng đã có thảo dược nào được khoa học chứng minh có tác dụng với người bị viêm gan B chưa, thưa giáo sư? Hiện nay thảo dược có duy nhất là cây cà gai leo được chứng minh cả trên thực nghiệm đến là trên lâm sàng là nó ức chế được cái quá trình sơ phát triển sơ ở trên bệnh nhân viêm gan B. Vâng, cà gai leo tốt như vậy nhưng sử dụng như thế nào để tiện lợi và đạt hiệu quả cao nhất trong dịp Tết, thưa giáo sư?
cái giống cà gai leo ấy thì chỉ có cái Solanum hainanens thì nó mới có tác dụng điều trị thôi. Còn một số cây nó giống giống như thế thì không có tác dụng. Cho nên là trên chợ ấy, thì cái sản phẩm đó là không đảm bảo, không chắc là cây cà gai leo. Và cái thứ hai nữa là ở một số nơi đã sản xuất kể cả viên cà gai leo thì bằng các cái cà gai leo trôi nổi thì cái đó cũng không đảm bảo. Bởi vì những cái cà gai leo mà trôi nổi đấy, người ta có thể dùng thuốc kích thích, người ta có thể dùng thuốc sâu, phun thuốc sâu, tất cả cái đó là không đảm bảo. Chỉ có thể cà gai leo là ở những cái đơn vị người ta sản xuất, người ta trồng ấy theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới GACP đấy, thì cà gai leo ấy mới là có đảm bảo là không có một cái độc chất gì cả. Và cái dược chất ở trong cà gai leo đó nó cao rất nhiều so với cà gai leo bình thường. Với những người mắc bệnh viêm gan virus, xơ gan, người bị men gan cao nên sử dụng giải độc gan Tuệ Linh. Sản phẩm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp giữa cà gai leo và mật nhân bảo vệ, phục hồi tế bào gan, làm chậm sự phát triển của xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh sử dụng 100% cà gai leo sạch đạt chuẩn quốc tế GACP. Theo khảo sát của tạp chí Tiêu và Dùng, có tới 89% người tiêu dùng hài lòng về tác dụng của sản phẩm. Xin vui lòng liên hệ hotline miễn cước 1800 1190. Đấy, anh nghe bác sĩ tư vấn chưa? Rượu nào mà chả hại đồng gan, đúng không ạ? Đúng rồi. Tết nhất là phải bảo vệ gan cho sếp. Được báo cáo sếp là em cũng quá chủ quan. Em cứ nghĩ là uống nó cũng bình thường không sao. Biết thế này, sếp là phải... Tết này phải đảm bảo sức khỏe tuyệt đối cho em. Thế em nói thật là còn sếp mà còn bến còn bờ, sếp mà tắt thở thì em biết chơi sờ vào ai, đúng không ạ? Thế nên ông ơi nói thế. Thôi không phải nói nhiều sếp ạ. Sếp cứ dùng cái giải độc gan làm từ cà gai leo này, tiêu chuẩn GACP ấy, có mà một năm mấy cái Tết gan sếp vẫn khỏe như thường. Rồi, ý của anh muốn nói là còn sếp thì anh em mình còn chỗ mà bấu víu, đúng không? Ôi, thật sức khỏe. Không phải lẻo mép nhá. Rượu quý này mà tôi bệnh không dùng được để tôi biếu sếp trên. Vâng. Còn sản phẩm giải độc gan chiết xuất từ cà gai leo chuẩn quốc tế này tớ dùng dần. Dạ. Bây giờ các cậu về lo Tết cho gia đình đi. Dạ vâng ạ. Dạ, bao việc. Dạ. Và thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm được những kiến thức bổ ích trong việc lựa chọn các loại thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.